Ok, xin chào các bạn Jisoo fan yêu quý của Belo này, Tổ, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục gặp lại nhau trong video clip phát trực tiếp tại Belo Lê Thái Tổ với chiếc đồng hồ G-Shock rất đặc biệt, G-Shock GA700CM8, một phiên bản phối màu đặc biệt camouflage xám cực kỳ chất và cực kỳ bền bỉ dành cho các bạn G-Shock fan của chúng ta. Ok, chúng ta cũng đã đi với nhau những chiếc video clip đập hộp GA700CM2 hay là 700CM3 với những màu xanh navy, màu xanh quân đội, màu xanh lá cây rồi. Thì chúng ta sẽ còn một phiên bản nữa mà chúng Belo chưa đập hộp cho các bạn xem, đó chính là GA700CM8. Và rất là vui thì ngay trong buổi chiều hôm nay thì Belo cũng đã nhận được sự bổ sung này từ phía nhà phân phối, và đây sẽ là một sự bổ sung rất là chất lượng cho dòng G-Shock GA700 cũng như là những chiếc đồng hồ G-Shock phối màu camouflage tại Belo Lê Thái Tổ. Ok, xin chào các anh em với phiên bản GA700CM8 nha. Chúng ta vẫn có module máy là 5522 quen thuộc của dòng G-Shock GA700. Tiếp tục chúng ta mở hộp ra, chúng ta sẽ có một số các cái phụ kiện đi kèm từ phía nhà sản xuất. Chúng ta sẽ có, đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và một cái quyển sách về bảo hành quốc tế này. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta sẽ có quyển sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh cho module máy là 5522. Thì với dòng G-Shock GA700 thì nó là một dòng G-Shock rất là quen thuộc rồi. Do đó là những cái video clip hướng dẫn sử dụng hay là những cái bài viết về hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt thì Belo cũng đã chuẩn bị sẵn cho các bạn để các bạn có thể kiểm tra và tự mình thao tác và chỉnh giờ trên chiếc đồng hồ của chúng ta rất là dễ dàng. Các bạn chỉ cần search GA700 hướng dẫn sử dụng Belo ở trên Google và chúng ta sẽ ra cái bài viết hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt mà Belo đã chuẩn bị cho các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có bên cạnh cái thẻ bảo hành có giá trị 5 năm ở trên toàn quốc cho tất cả những cái mẫu đồng hồ G-Shock của tại G-Shock và BBG tại Belo, thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được cái thẻ bảo hành có giá trị 5 năm cho thân máy ở trên toàn quốc, giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta sau khi mà chúng ta mua G-Shock tại Belo nữa. Kết hợp với cả cái thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời thì có thể nói là chúng ta không có bất kỳ một cái gì để có thể lăn tăn khi mà đặt mua G-Shock tại Belo cả. Đó, một cái tiện ích thêm bổ sung dành cho các bạn G-Shock fan mà chúng ta đi du học chẳng hạn, thì chúng ta có thể áp dụng cái chế độ bảo hành quốc tế với thời lượng 1 năm, và chúng ta có thể tham khảo rất là nhiều các cái đối tác chính thức nằm trong hệ thống bảo hành toàn cầu của Casio G-Shock ở phần sau của quyển sách này. Thì các bạn có thể liên hệ đến họ để chúng ta nhận được cái chế độ bảo hành như ở Việt Nam chính thức từ phía các cái đối tác bảo hành nằm trong hệ thống bảo hành của Casio G-Shock trên toàn cầu. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có cái ngăn dưới, chúng ta sẽ là nơi để chiếc hộp thiếc hình lục giác rất là quen thuộc với các bạn G-Shock fan, rất là giá trị đúng không các bạn. Mở ra. Vâng, và xin chào các bạn với G-Shock GA700CM8, một phiên bản camouflage rất là tuyệt vời cho dòng G-Shock GA700. Và nếu mà các bạn yêu thích quân đội Mỹ thì chúng ta sẽ chọn ngay được cái phiên bản này. Vì các bạn có thể thấy là quân đội Mỹ người ta dùng rất là nhiều cái màu camouflage xám dành cho những cái trang bị dành đặc biệt là những cái đơn vị lính đặc nhiệm, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều. Và cũng nếu mà các bạn yêu thích các cái phiên bản mà máy bay Su-30 của đặc nhiệm Nga nữa, thì chúng ta có thể thấy là cái lớp sơn này nó rất là tương đồng với những chiếc máy bay hay là những cái bộ trang phục của những cái lính đặc nhiệm của các cái đơn vị đặc nhiệm của các quốc gia lớn như là Mỹ và Nga trên toàn cầu. Ok, chúng ta sẽ có một cái phiên bản full camo với benzen, vỏ benzen là camo xám này, dây cũng là một màu camo xám đồng màu luôn, rất là tuyệt vời và rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy là cái phiên bản camo này nó có mức giá cao hơn phiên bản gốc thông thường. Phiên bản GA700 gốc thông thường thì chúng ta sẽ chỉ phải trả mức giá khoảng hơn 3 triệu một chút. Nhưng mà đối với phiên bản camo này thì chúng ta sẽ phải đầu tư thêm khoảng 1 triệu cho cái bộ dây vỏ camo như thế này. Với G-Shock GA701A chẳng hạn là một chiếc đồng hồ G-Shock GA700 thông thường là 3.196.000 là giá niêm yết. Còn với G-Shock GA700CM8 chúng ta sẽ có mức giá là 4.042. Mình đánh giá là cái phiên bản camo cho dòng G-Shock GA700 này là một dòng rất là hợp lý. Vì thông thường ví dụ như là dòng GA100 hay là 110 thì với các phiên bản camo thì các bạn phải chi ra mức giá khoảng hơn 1 triệu thì các bạn mới
nhận được cái bộ dây vỏ camo. Nhưng mà với G-Shock giá 700 thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ chỉ chi ra khoảng tầm 800-900 nghìn mà thôi. Đó, chúng ta đã nhận được một phiên bản full camo rồi. Và tất nhiên thì khi mà các bạn muốn thay đổi thì các bạn hoàn toàn có thể mua thêm một cái bộ dây vỏ G-Shock giá 700 thông thường, như là G-Shock giá 701B, thì chúng ta thay vào cái bộ máy của G-Shock camo giá 700 CM8 này cũng rất là tuyệt vời. Đó. Về tổng thể thiết kế, chúng ta ngoài cái bộ dây vỏ camo ra thì chúng ta sẽ có vần viền vạch chỉ giờ được dùng hai cái tông màu chính là xám đậm và xám nhạt, nó đồng bộ với cả phối màu của đồng hồ. Các bạn có thể thấy là màn hình LCD của G-Shock A700CM nó rất là sáng, nó được sử dụng cái màn LCD chủ động, nó sẽ giúp cho chúng ta xem giờ rất là dễ dàng với các cái thông số như là thứ này, cùng khả năng bấm giờ nhanh này, thứ này các bạn có thể đổi sang đổi kiểu hiển thị, chúng ta sẽ có giờ số này, hoặc chúng ta hiển thị thứ và ngày tháng này, hoặc là giờ số này, 7:08 và bộ đếm giây này, rất là thuận tiện. Đó, chúng ta sẽ có đầy đủ cái chế độ bấm giờ nhanh, bấm giờ thể thao nhanh của dòng G-Shock A700 nói chung. Vâng, ok, G-Shock A700 CM8 của chúng ta sẽ có một số các chức năng chi tiết như sau. Chúng ta sẽ có shock resistance, chống shock này, chống va đập và chống rung nhờ cái thiết kế hấp thụ lực va đập độc quyền của Casio G-Shock và đã làm nên tên tuổi của G-Shock trên toàn cầu. Chúng ta sẽ có Super Illuminator, đó chính là cái đèn LED siêu sáng được trang bị ở vị trí 6 giờ. Ở đây chúng ta có thể thấy là với cái đèn LED này thì các bạn có thể xem được giờ trong bóng tối rất là dễ dàng cho chiếc GA700CM của chúng ta. Bấm giờ thể thao stopwatch với độ chính xác 1/100 giây, countdown timer, bấm giờ đếm ngược, world time là giờ quốc tế và daily alarm báo thức hàng ngày, 200 meter water resistance. Vâng, đã nói đến đồng hồ G-Shock thì chúng ta sẽ luôn luôn có mức chống nước tối thiểu là 200 m, và với mức chống nước này thì các bạn có thể thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí là chúng ta đi lặn với bình dưỡng khí sẽ không gặp bất kỳ một cái trở ngại vướng bận gì hết cả. Ok, và chính Belo cũng đã trải nghiệm tất cả những cái hoạt động thông thường của mình đối với những chiếc đồng hồ G-Shock, thì chúng ta có thể yên tâm khi mà chúng ta đi lặn với bình dưỡng khí, khi mà chúng ta đi xem san hô ở dưới nước chẳng hạn, thì chúng ta lặn với độ sâu khá là sâu, nó lên khoảng 7-10 m, thì các bạn có thể thấy là đồng hồ chúng ta vẫn rất hoạt động rất là bình thường. Và một cái điểm lưu ý là với có nhiều bạn là các bạn sợ là khi mà bấm nút ở dưới nước thì chúng ta sẽ bị vào đồng hồ, nhưng với đồng hồ G-Shock thì qua trải nghiệm thực tế thì Belo gần như là không có bất kỳ một lăn tăn gì về cái trường hợp đấy cả. Ở dưới nước các bạn cũng bấm nút một cách thoải mái, chúng ta sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì cả. Ok. Dạ vâng. Và mức giá niêm yết của G-Shock GA700CM8A là 4.042.000. Và mức giá này thì chưa bao gồm các cái chương trình ưu đãi khuyến mãi tại Belo. Ví dụ như là các bạn có mua online thì các bạn được giảm 10% thì giá nó thì khoảng 3.600.000. Còn nếu mà các bạn có thẻ Belo VIP của Belo Lê Thái Tổ thì các bạn sẽ chỉ phải mua với mức giá khoảng 3.435.000 mà thôi. Và nếu mà các bạn muốn nhận được cái thẻ Belo VIP nhanh chóng thì các bạn chỉ cần subscribe kênh YouTube channel G-Shock VN của Belo là các bạn sẽ nhận được phần quà là một chiếc thẻ VIP rất là giá trị để cho các bạn thỏa sức mua sắm những chiếc đồng hồ G-Shock của mình tại Belo Lê Thái Tổ, belo.vn. Ok, tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn chỉnh giờ cho chiếc G-Shock A700CM này. Cái cách chỉnh giờ của nó như thế nào thì mình cũng sẽ xin hướng dẫn cho các bạn, để cho các bạn đã đặt mua G-Shock A700CM nói chung, các bạn sẽ nhanh chóng làm quen với những cái chế độ thông thường của chiếc đồng hồ. Và trong đầu clip này thì mình đã nói cho các bạn là chúng ta sẽ có hai kiểu hiển thị, hai cái thông số hiển thị ở trên đồng hồ ở cái chế độ xem giờ chính, time keeping mode. Chúng ta sẽ có hiển thị giờ số này, 7:11 với bộ đếm giây này. Chúng ta sẽ có hiển thị ngày, thứ, ngày tháng, thứ ba, ngày 3/9. Đó, và để các bạn chỉnh giờ thì các bạn chỉ cần giữ nút adjust này. Vâng, và các bạn truy cập vào chế độ chỉnh giờ rồi. Và lập tức thì khi mà các bạn truy cập vào chế độ chỉnh giờ thì GA700 nó có trang bị cái chế độ hand shift, nó là chuyển kim, tính năng chuyển kim đến cái chỗ mà nó không che cái màn số của chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta thao tác rất là dễ. Đó, và chúng ta sẽ dùng nút reset và nút start này để chuyển đến các cái múi giờ mà chúng ta mong muốn. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh với múi giờ BKK, là trùng với múi giờ của Hà Nội, Bangkok, Jakarta, để cho chúng ta chỉnh dễ dàng hơn này. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đổi về định dạng giờ là 24 giờ để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn giờ sáng và giờ chiều này. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có thể chỉnh được chính xác đến từng giây, phút và giờ. Chúng ta sẽ có thể chỉnh được năm này, ngày này,
năm này, tháng này và ngày này. Và khi mà các bạn chỉnh đúng cái ngày, tháng và năm thì lập tức là đồng hồ của chúng ta sẽ nhận diện cái thứ hoàn toàn tự động. Nó đã được cài sẵn ở trên chiếc đồng hồ rồi. Và chúng ta sẽ có thể chỉnh được cái light time, chính là cái thời gian sáng của đèn, là 1 giây hoặc 3 giây. Nhưng mà mình khuyến nghị các bạn là các bạn vẫn nên để là 1 giây theo mặc định của nhà sản xuất để chúng ta tiết kiệm pin và đảm bảo cái tuổi thọ pin đồng hồ được cao nhất. Đó, và chỉnh xong thì chúng ta chỉ cần xác nhận bằng nút adjust. Vậy là xong, và đồng hồ giờ kim nó sẽ đang quay trở về chính xác với cái giờ số. Và chúng ta sẽ đợi một chút nha. Đó, và các bạn có thể thấy là giờ kim nó sẽ tự động quay chính xác về cái giờ số, rất là tiện lợi cho chúng ta. Vâng, trong một số trường hợp mà giờ kim mà nó sẽ không trùng với cả giờ số thì các bạn sẽ cần phải handset lại, các bạn sẽ cân lại cái kim. Thì cái handset lại cái đồng hồ đấy, các bạn sẽ giữ nút adjust này lâu hơn một chút so với cả các bạn chỉnh giờ để nó hiện ra cái phần handset này. Đó, handset này. Và các bạn có thể thấy là đồng hồ của chúng ta, các bạn sẽ chỉ cần cân lại cái kim giờ và kim phút thôi. À, khi mà các bạn đấy để ý là kim giờ kim phút của chúng ta phải chỉ đúng 12:00 thì 0:00 thì đồng hồ giờ kim và giờ số của chúng ta nó mới hoàn toàn trùng nhau. Đó, nếu mà các bạn bị giờ kim và giờ số nó lệch nhau thì chắc chắn là cái giờ này nó không chỉ đúng về 0:00, và việc nhiệm vụ của các bạn chỉ cần chỉnh nó đúng về 0:00 là được. Ví dụ nó đang nằm lệch như thế này thì chúng ta dùng hai nút đó, reset để lùi, start để tăng, để chúng ta cân lại về đúng 12:00. Như vậy là ok. Đó, và chỉnh xong thì chúng ta lại xác nhận vào nút adjust. Vậy là xong, và chúng ta đã headset xong rồi. Và chắc chắn là khi mà các bạn headset xong như này thì giờ kim và giờ số nó đã trùng khớp với nhau rồi. Đó, và tiếp tục thì chúng ta ở trong cái chế độ xem giờ chính này thì chúng ta sẽ có thêm một cái tiện ích khác, đó chính là start stop nhanh ở cái nút start bên dưới bên phải này. Start và reset rất là tuyệt vời và rất là dễ dàng. Và chúng ta ấn nút mode lần nữa để quay trở về cái chế độ xem giờ thông thường. Start nhanh này, stop, start, stop, reset. Vâng, với các bạn nào mà các bạn hay tập thể dục thể thao thì các bạn sẽ sử dụng cái chức năng này rất là nhiều, và nó sẽ rất là tiện ích cho các bạn. Và đặc biệt là những cái huấn luyện viên gym thì thường xuyên chọn mua những chiếc G-Shock GA700 tại Belo Lê Thái Tổ. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với cái chế độ Countdown Timer, là chế độ bấm giờ đếm ngược, và mặc định của đồng hồ chúng ta sẽ cài đặt là 10 phút. Chúng ta lại start stop và nút start bên dưới này. Stop, reset. Chúng ta cũng có thể điều chỉnh được cái thời lượng đếm ngược bằng cách giữ nút adjust, truy cập vào cái chế độ chỉnh giờ đếm ngược. Chúng ta có thể đẩy lên 20 phút hoặc chúng ta có thể lùi về 15 phút bằng hai cái nút này, tăng và giảm, rất là đơn giản. Chúng ta xác nhận bằng nút adjust, vậy là xong. Rất là hay phải không các bạn? Và chúng ta sẽ chỉ cần start tiếp ở đây. Start stop luôn luôn ở nút phía dưới bên phải. Stop, reset. Rất là tuyệt vời. Tiếp tục chúng ta sẽ có cái chế độ giờ quốc tế World Time với mốc giờ UTC, London, Madrid, Paris, Rome. Và các bạn chưa quen với các cái ký tự này thì các bạn chỉ cần để đồng hồ nó trôi một chút thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có chú thích được cái múi giờ này, nó là thành phố nào, ví dụ là Berlin, đó, Stockholm. Và chúng ta có chuyến du lịch đến đâu thì chúng ta có thể cài đặt được những cái múi giờ phù hợp khi mà chúng ta đi du lịch, để chúng ta sẽ dễ dàng xem được cái giờ của nước sở tại hơn, nó thuận tiện hơn cho chúng ta đi du lịch. Đó, và ở đây chúng ta đang để cái múi giờ quốc tế là Tokyo, và tờ giờ Tokyo nó sẽ nhanh hơn giờ Việt Nam là 2 tiếng. Vâng, và chế độ cuối cùng của chúng ta nó sẽ là cái chế độ đặt giờ báo thức, với 5 chế độ giờ báo thức và 4 chế độ giờ báo thức đơn cùng với 1 chế độ giờ báo thức lặp snooze. Chúng ta sẽ cũng có cái chế độ signal âm báo tròn giờ, và các bạn có thể bật tắt cái âm báo tròn giờ ở nút reset này, on off này. Và các bạn nào mà các bạn cảm thấy khó chịu khi mà đồng hồ chúng ta kêu bíp bíp hàng tiếng thì chúng ta có thể truy cập vào chế độ báo thức và alarm, và chúng ta dùng nút start này để chuyển đến cái snooze đó, signal để chúng ta on off nó tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Và ở đây thì chúng ta có thể đặt được tổng cộng là 5 chế độ giờ báo thức với 4 chế độ giờ báo thức đơn và 1 chế độ giờ báo thức lặp. Thì để đặt báo thức thì chúng ta chỉ cần giữ nút adjust này. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng nút start để điều chỉnh các thông số như là giờ báo thức này, phút báo thức này, 7:10. Đó, tăng giảm rất là thuận tiện. Chỉnh xong thì chúng ta xác nhận. Vậy là xong.
Vâng, và các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta bật báo thức thì cái phần ô giờ điện tử ở đây thì nó sẽ sáng lên ở phần alarm và signal. Thì các bạn hãy để ý những cái phần này, thì đến khi mà các bạn cảm thấy nó không cần thiết những cái chức năng này nữa thì các bạn sẽ truy cập vào cái chế độ báo thức để chúng ta bật tắt nó đi. Ở đây chúng ta khi mà chúng ta tắt đi, chúng ta sẽ thấy là ô này nó sẽ tắt cái phần màu đen đi. Tiếp tục chúng ta chuyển đến chế độ signal để chúng ta tắt đi. Đó, rất là đơn giản như vậy mà thôi, để cho các bạn có thể sử dụng được một cách thông suốt cái chiếc đồng hồ Zsoft GA 700cm của chúng ta, rất là đơn giản. Và cuối cùng là chỉ cái stopwatch Casio Zsoft để ở vị trí cuối cùng trong vòng xoay những cái chức năng của đồng hồ Casio Zsoft của chúng ta, vì nó có thể được kích hoạt rất là nhanh chóng từ phía màn hình chính ở ở chế độ timekeeping mode rồi. Nó rất là đơn giản các bạn, với những cái tính năng mà Belo đã giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn sẽ nhanh chóng làm quen với chiếc Zsoft GA700CM8 của chúng ta, một phiên bản Zsoft với camouflage rất là tuyệt vời đó. Và đây sẽ là phiên bản chính hãng phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam với tem vàng chống giả phía sau nắp lưng. Về kích thước của Zsoft GA700CM thì các bạn có cổ tay khoảng 16 trở lên là chúng ta sẽ đeo đẹp, rất đẹp chiếc này. Với các bạn có cổ tay 15 cm thì mình khuyến nghị các bạn là các bạn nên chọn những dòng Zsoft mà bé hơn một chút, như là GA100 hay là 110 thì chúng ta sẽ đeo vừa tay hơn. Zsoft GA700 của chúng ta thì nó sẽ hơi lớn một chút, nó thuộc dòng Zsoft vỏ lớn của Casio Zsoft giới thiệu đấy, tại thị trường Việt Nam. Và kích thước chi tiết của Zsoft GA700CM chúng ta sẽ là 57,5 mm cho chiều cao, 53,4 mm cho chiều ngang và 18,4 mm cho độ dày. Với kích thước như này các bạn có thủ tay khoảng 16 cm trở lên là sẽ đeo rất là đẹp. Và đặc biệt các bạn nào mà các bạn tập gym tay to thì chúng ta đeo mẫu này rất là tuyệt vời. Và với cái phối màu camouflage này cực kỳ là chất lượng khi cho chúng ta trên tay. Và tổng trọng lượng của Zsoft GA700 cũng rơi vào mức rất là hợp lý, nó chỉ là 69 g, nó sẽ giúp cho chúng ta thoải mái trong quá trình tập luyện, chúng ta đeo cho lâu trong khoảng thời gian dài mà chúng ta không cảm thấy bị bí và không cảm thấy bị bí và không cảm thấy bị nặng tay, vướng tay. Tuổi thọ pin của Zsoft GA700CM rất là tuyệt vời. Tuy nó sử dụng pin thường nhưng nó có thời lượng pin được tối ưu lên đến 5 năm. Và khi mà Casio họ công bố là 5 năm thì thực tế sử dụng các bạn phải sử dụng lên khoảng 7 cho đến 8 năm chúng ta mới cần phải thay pin. Đó. Và khi mà các bạn hết pin thì các bạn cũng không bao giờ phải lo lắng về chế độ thay pin Zsoft miễn phí trọn đời tại Belo Lê Thái Tổ. Chúng tôi sẽ luôn luôn thay pin Zsoft miễn phí trọn đời cho mọi đồng hồ Casio Zsoft được Belo bán ra. Ok, và khi mà các bạn đặt mua Zsoft tại Belo Lê Thái Tổ, chúng ta có đầy đủ tất cả những cái phụ kiện như thế này. Đầu tiên là xác nhận dẫn sử dụng này, thẻ bảo hành quốc tế này, với thời lượng bảo hành 5 năm trên toàn quốc, giúp cho các bạn không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ nhận được thẻ thay pin Zsoft miễn phí trọn đời này. Ngoài ra thì Belo sẽ tặng kèm cho các bạn những chiếc vòng đeo tay Zsoft Belo cực kỳ cool như thế này. Chúng ta sẽ có rất là nhiều các phiên bản màu vòng để cho các bạn thỏa sức lựa chọn. Các bạn yêu thích màu vòng nào thì các bạn chỉ cần inbox lại cho nhân viên chăm sóc khách hàng của Belo để chúng tôi có thể đáp ứng được chính xác và đầy đủ những cái nhu cầu của các bạn. Ok, và mọi câu hỏi, mọi thắc mắc thì các bạn hãy inbox lại cho fanpage Zsoft VN, hoặc các bạn có thể comment ở ngay video live stream này của Belo Lê Thái Tổ. Các bạn cũng có thể xem lại những cái video live stream đập phòng trực tiếp ở trên kênh Zsoft VN ở trên YouTube của Belo Lê Thái Tổ. Và các bạn, Belo rất là mong là nhận được nhiều những cái comment, ý kiến đóng góp của các bạn Zsoft fan để cho chúng tôi xây dựng được những cái nội dung chất lượng hơn về đồng hồ Zsoft, đồng hồ Zsoft phân phối chính thức tại Việt Nam của chúng ta. Ok, và mình rất là mong gặp được trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là địa chỉ chính thức và duy nhất của Belo Lê Thái Tổ. Và đến đây thì các bạn sẽ cùng Belo trải nghiệm hàng trăm mẫu Zsoft và được cập nhật liên tục tại Belo Lê Thái Tổ. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn Zsoft fan trên cả nước trong suốt thời gian qua, và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì Belo xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại.